chữa lỗi ba hoa là rất giỏi. Ai ba hoa là bác không bằng lòng bác chữa. Anh thanh niên trẻ tuổi, ít tuổi, chưa có kinh nghiệm, đi làm bảo vệ cho bác, đi câu cá cùng với bác ở bờ suối. Hai bác cháu bỏ chung cá vào cái giỏ. Chiều tối bác bảo chú đem vào nhà bếp, các cô cấp dưỡng làm cơm, cả cơ quan cùng ăn cho nó vui. Vào nhà bếp, thấy mấy em gái cấp dưỡng xinh xắn bắt đầu bán, quên hết cả lời bác ra đi. Mà lại sẵn tính ba hoa, anh tặng kem giỏ cá đầy, anh câu từ sáng đến giờ. Bác phải bác đi chơi thôi, bác có câu đâu. Ba hoa mà các đồng chí. Chuyện nhỏ này cũng cho qua được vì là thanh niên ta phải thầy tất. Nhưng phải chữa, không chữa lâu dần thành ra một cái lỗi đạo đức và nói dối. Nhưng mà quan trọng là cách chữa. Bác rất là tế nhị, coi như không có chuyện gì xảy ra, đi câu vẫn hùng, đi câu bình thường, vẫn vui vẻ như thường. Nhưng mà câu được con nào bác bấu luôn đuôi đi các đồng chí. Bác đánh dấu mà. Thế mà bác bảo là chiều về, bác bảo hôm nay cho bác về sớm đi, bác có vẻ mệt cho bác về sớm. Đường bác mệt thật đưa bác về. Trên đường về thấy bãi cỏ rộng bằng phẳng, bác bảo cho bác nghỉ một lát cho đỡ mệt đã. Thật ra là bác muốn chia cá, trời nó còn sáng. Bác vào chuyện rất là tự nhiên. Chẳng biết hôm nay câu có được nhiều bằng hôm qua không, hay hai bác cháu mình thử chia cá đi. Con nào của bác đánh dấu rồi đấy, còn lại chắc là của chú phải không. Không mắng mỏ, không nặng lời, cứ vừa nói vừa tủm tỉm cười, mà bác cứ chiếu tướng các đồng chí, nhìn thẳng vào mặt. Ở đời có tật giật mình, mặt mũi đỏ dư xấu hổ. Biết là mình nói bậy nói bạ quá, bác biết rồi, xấu hổ lắm. Thì lần sau không bao giờ dám như thế nữa. Bác chữa lỗi cho ai chỉ chữa một lần. Một vị đại sứ, một trí thức trình độ cao, rồi cũng ba hoa với bác. Đó là vị đại sứ Việt Nam ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Thấy bác sang thăm Đức, có chương trình đến sứ quán, lại mời bác ở lại dùng cơm với anh em. Bác vui vẻ nhận lời ngay, không khách khí gì cả. Bác khen là các cô các chú ở sứ quán làm cơm cho bác ăn ngon lắm, rất hợp khẩu vị bác. Biết bác là người xứ Nghệ, thích đồ gia vị, dành cho bác quả ớt cay bác thích lắm. Ông đại sứ sướng quá nổi máu ba hoa, thưa bác, ớt chúng cháu tăng gia đây ạ. Bác biết thừa chứ, ở châu Âu 30 năm bác lạ gì, xứ lạnh không hề có ớt cay. Ớt cay là xứ nhiệt đới chứ. Đấy là ớt ngọt để ăn sống, ăn salad, để xào thôi. Bác không nói gì cả, bác cứ cười. Bữa cơm vừa mới xong, buông đũa buông bát, bác cầm luôn tay vị đại sứ. Bây giờ bác muốn đi thăm vườn ớt của chú lắm. Thì lấy đâu ra các đồng chí? Không ngờ đến nông nỗi này, xấu hổ với cán bộ nhân viên của mình. Với bác thì bác bao dung bác đành. Bác xóa ngay đi. Bác bảo thôi, bác hỏi vậy cho vui thôi chứ bác biết rồi. Lần sau chú rút kinh nghiệm, việc đến đâu chú nói đến đó thôi, chú đừng nói quá lên như vậy. Thấm thía suốt đời đấy các đồng chí. Về già viết cả một cuốn hồi ký kể chuyện về bác, nhắc lại cái kỷ niệm đó.